không phải vậy, chú hiểu lầm con rồi. Tại vì giờ nè, con nói chú nghe luôn, tại vì mẹ con chết lâu rồi cho nên là ba con muốn lấy thêm đời vợ nữa, cho nên con đâu biết là cho hay là không cho đâu. Qua đây liền, con coi coi cô Lan sao, con rút kinh nghiệm liền để coi là có ba con á, con nên lấy hai đời vợ hay không. Vậy thì nãy giờ vô nói cái phần đó đi, mày đừng có đem cái phần mà đại hội vạch mặt ra mà mày nói tao, hiểu không? Cứ đem cái tiểu sử đau thương của tao ra mà dìm hàng hoài à. Ngồi đây. Con muốn nghiên cứu coi ba con lấy đi bước nữa được không gì? Dạ đúng rồi. Chú khuyên con về nói với ba con đừng có đi thêm bước nữa. Sao kỳ vậy chú? Trời đất ơi, đi thêm bước nữa nha, gặp cái bà vợ mà như bà Lan là trào đờm. Biết trào đờm không? Dạ. Là học máu á, hiểu không? Đó, để chú nói cho con nghe nha. Cái ông Kiệt này nè, từ ngày lấy bà Lan khổ lắm. Trời ơi, coi như là bả sai, như là ô xin vậy đó. Bữa hôm trước nè, đang ngồi đánh cờ ngon lành với chú, cái bả ra bả sai, ổng vô chùi toilet. Trời đất ơi, cái ổng nói để chút ổng làm, nó không làm liền. Sai cái gì là phải làm liền ha. Cái ổng không chịu, cái bả hất cái bàn cờ. Ổng vừa đứng dậy, ổng vừa khóc, vừa cầm cái cây chùi toilet đó, đi thẳng lên chùi cái toilet. Chùi toilet xong, bắt chùi toilet cho con bả. Trời. Xong rồi bắt chùi toilet ở trong cái quán cà phê, vừa khóc vừa làm đó, tuổi thân đó. Cái gì? Cho nên là về nói với ba con đừng bao giờ đi một bước nữa.